đã đi xa, để lại một mái nhà ven dòng sông Hậu, để lại một quê hương rạng rỡ khắp bốn phương. Người đã ra đi cho cả dân tộc ta một mặt trời nhân đạo mọc từ trái tim người cộng sản Việt Nam. Bác Hồ và bác Tôn tuy hai như là một, sáng tình yêu đất nước, sáng tình yêu nhân dân. Tấm áo tặng cụ già, gói quà tặng cháu thơ. Bác Hồ và bác Tôn tuy hai như là một, giản dị mà quý nhất, cả đời thương nhớ dân. Mưa răng thăm bộ đội, nắng đào giá đồng thăm nông dân. Người đã đi xa, để lại một mái nhà ven dòng sông Hồ, để lại cho ta những con đường vươn tới tương lai. Trong gian khó có đang dẫn đường, trong lao tù có mặt trời chân lý, trong tim người cộng sản có tình yêu bao la. Đã đi xa, để lại một mái nhà ven dòng sông Hậu, để lại một quê hương rạng rỡ khắp bốn phương. Người đã ra đi cho cả dân tộc ta một mặt trời nhân đạo mọc từ trái tim người cộng sản Việt Nam. Bác Hồ và bác Tôn tuy hai như là một, sáng tình yêu đất nước, sáng tình yêu nhân dân. Tấm áo tặng cụ già, gói quà tặng cháu thơ. Bác Hồ và bác Tôn tuy hai như là một, giản dị mà quý nhất, cả đời thương nhớ dân. Mưa răng thăm bộ đội, nắng đào giá đồng thăm nông dân. Người đã đi xa, để lại một mái nhà ven dòng sông Hồ, để lại cho ta những con đường vươn tới tương lai. Trong gian khó cô đang dẫn đường, trong lao tù có mặt trời chân lý, trong tim người cộng sản có tình yêu bao la. Hôm nay con về thăm ngôi nhà ven sông, giữa mì hoa hồng sao nghe thoáng hương sen xứ Nghệ, thêm ngọt giọng Hò Nam, thêm sáng trời An Giang. Hôm nay con về thăm ngôi nhà ven sông, giữa mì hoa hương sao nghe thoáng hương sen xứ Nghệ, thêm ngọt giọng Hò Nam, thêm sáng trời An Giang.
loài người sống trong khổ đau. Phát xít ra man cuồng điên gây chiến chiến, từ tay người cờ phất phới giữa biển đen. Thế giới hoan hô người Việt Nam tôn đức thắng. Dân quân thù thương dân sống trong khổ đau. Bác dân công nhân miền Nam đi tranh đấu, gặp bao khổ sang chân lý Mác Lênin, tiến tới vinh quang ngày giải phóng miền Nam. Ôi nói sao cho hết bao vui mừng, đất nước mãi nối liền một nhà Nam ba. Tiếng Nam đón Bác về vui trong nước mắt, vui chờ vô liền vui chiến thắng tung bay. Ôi nói sao cho hết không oan người, Bác chiến đấu suốt đời vì dân vì nước. Sang thời cao hơn bay núi Bác tôn ơi, ô quốc kỳ tên người bao sự xanh muôn đời. Bác tôn ơi, giờ Bác đi xa rồi cả dân tộc thương nhớ Bác khôn nguôi. Vì người là tôn đức thắng Bác ơi, vì người là tôn đức thắng Bác ơi. Loài người sống trong khổ đau, phát xít ra man cuồng điên gây chiến chiến, từ tay người cờ phất phới giữa biển đen. Thế giới hoan hô người Việt Nam tôn đức thắng. Dân quân thù thương dân sống trong khổ đau, Bác dắt công nhân miền Nam đi tranh đấu, gặp bao khổ sang chân lý Mác Lênin, tiến tới vinh quang ngày giải phóng miền Nam. Ôi nói sao cho hết bao vui mừng, đất nước mãi nối liền một nhà Nam ba. Tiếng Nam đón Bác về vui trong nước mắt, vui chờ vô liền vui chiến thắng tung bay. Ôi nói sao cho hết không oan người, Bác chiến đấu suốt đời vì dân vì nước. Đỉnh Bác mãi sẵn người cao hơn bay núi Bác tôn ơi, ô quốc kỳ tên người bao sự xanh muôn đời. Bác tôn ơi, giờ Bác đi xa rồi cả dân tộc thương nhớ Bác khôn nguôi. Vì người là tôn đức thắng Bác ơi, vì người là tôn đức thắng Bác ơi. Đón chào các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đến dự lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ủy ban Nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20. Đây là giải thưởng cấp thành phố trao tặng các kỹ sư, công nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh, qua đó đã truyền lửa nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn truyền nghề cho công nhân trẻ khơi nguồn sáng tạo. Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2020 đánh dấu một mốc kỷ niệm hết sức ý nghĩa của phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đó là giải thưởng năm nay vừa tròn 20 năm tuổi và đây cũng là dấu ấn của tổ chức công đoàn thành phố hướng tới sự kiện chính trị trọng đại. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đến tham dự chương trình buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Trung,
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Tăng Hữu Phong, trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Trần Phương Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Huỳnh Nghĩa Huỳnh, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó tổng biên tập phụ trách báo Sài Gòn Giải phóng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố. Cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và gia đình 10 cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020. Ngoài ra còn có phóng viên các báo đài của Trung ương và thành phố đến tham dự và đưa tin. Và đặc biệt là sự có mặt của 10 anh chị vinh dự nhận được giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2020. Xin được một lần nữa nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu đã đến tham dự lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020. Kính thưa các đồng chí, quý đại biểu, sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh lên báo cáo kết quả xét chọn giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020. Kính thưa đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kính thưa đồng chí Lê Thanh Niêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, khách quý, kính thưa quý đại biểu, kính thưa các đồng chí và toàn thể anh chị em công nhân viên chức lao động thành phố và các gia đình. Trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2020, hòa chung với khí thế hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử năm 1945, tổ chức công đoàn và hàng triệu đoàn viên, công đoàn, người lao động thành phố cùng hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 năm 1888, 20 tháng 8 năm 2020, là người bạn gần gũi, người đồng chí kiên trung của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố và Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020, giải thưởng tròn 20 năm, năm 2000 cho đến năm nay, năm 2020, là một hoạt động đầy tự hào của Tổ chức Công đoàn thành phố hướng tới sự kiện chính trị trọng đại chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban tổ chức chương trình, xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể anh chị em công nhân viên chức lao động và gia đình lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Kính thưa các đồng chí, giải thưởng Tôn Đức Thắng được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chính thức tổ chức từ năm 2000 để dành tôn vinh cho các gương công nhân, kỹ sư tiêu biểu có nhiều sáng kiến trong sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp, tham gia đào tạo, nâng cao tay nghề, truyền lửa sáng tạo cho lực lượng công nhân ngay tại nhà xưởng, đơn vị mình. Và bắt đầu từ năm 2004, giải thưởng đã được nâng lên tầm cao mới khi được Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý là giải thưởng của Ủy ban Nhân dân thành phố và có sự tham gia của báo Sài Gòn Giải phóng. Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay tròn 20 năm tuổi, 20 năm hình thành, xây dựng và phát triển đã mang lại dấu ấn riêng, mang đậm hình ảnh của sự sáng tạo không ngừng của đội ngũ công nhân thành phố và của tổ chức công đoàn cũng như phong trào công nhân thành phố.
Từ giải thưởng đã kịp thời phát hiện kỹ sư công nhân tiêu biểu có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhiều đề tài khoa học thiết thực được áp dụng vào quá trình lao động sản xuất kinh doanh. Giải thưởng Tôn Đức Thắng đã tạo nên động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, và đã trở thành tiêu chí trong công việc, trong đời sống thường ngày của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động thành phố. 20 năm qua, đã có 100% công đoàn cơ sở đăng ký thực hiện công trình thi đua vận động đoàn viên công đoàn, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động. Thông qua đó đã có hơn 78.000 đề tài công trình nghiên cứu khoa học, hơn 3.900 đề tài tham gia sáng tạo khoa học kỹ thuật và hơn 60 đề tài tiêu biểu tham gia chương trình tự hào trí tuệ lao động Việt Nam, và đặc biệt đã có hơn 260.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật các công trình tiêu biểu, làm lợi hơn 4.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Kính thưa các đồng chí, với những kết quả của giải thưởng Tôn Đức Thắng 19 năm qua, đã có 201 anh chị công nhân tiêu biểu vinh dự được nhận giải thưởng, và giải thưởng năm nay sẽ tôn vinh 10 anh chị là những công nhân lao động ưu tú, là những kỹ sư công nhân thuộc các ngành công nghiệp trọng yếu như ngành công nghiệp, điện lạnh, điện tử, ngành cơ khí, chế tạo máy, ngành nông nghiệp công nghệ cao và ngành công nghệ thông tin. Các anh chị là những người có giỏi chuyên môn, vững tay nghề, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, được tập thể công nhân lao động tín nhiệm, có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp, là lực lượng nòng cốt, tích cực, tham gia các hoạt động hiệu quả tại công đoàn cơ sở và là người truyền lửa nghề cho đội ngũ công nhân trẻ kế cận. Trong buổi lễ trang trọng ngày hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, tôi xin được bày tỏ niềm vui, sự trân trọng và lời chúc mừng của Tổ chức Công đoàn thành phố đến 10 anh chị được nhận giải thưởng trong lễ hôm nay và 201 anh chị đã nhận giải thưởng trong 19 năm qua. Từ những kết quả đạt được, chúng tôi tin tưởng rằng các anh chị sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động sáng tạo của giai cấp công nhân và Tổ chức Công đoàn thành phố, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vững tay nghề để cùng thi đua lao động có hiệu quả, tích cực đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Nhân buổi lễ hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, xin trân trọng cảm ơn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã luôn ủng hộ và chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua, nhất là việc để phát hiện, bồi dưỡng, động viên khen thưởng và nhân rộng các điển hình công nhân viên chức lao động thành phố, mà đặc biệt là giải thưởng Tôn Đức Thắng. Xin trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho hệ thống chính trị thành phố dành nhiều cơ chế chính sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thành phố xuất thân từ công nhân lao động. Xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang thành phố. Đặc biệt cảm ơn báo Sài Gòn Giải Phóng đã luôn đồng hành trong truyền thông và tổ chức các hoạt động để động viên, cổ vũ lực lượng công nhân lao động cũng như phong trào của công nhân viên chức lao động thành phố cũng như Tổ chức Công đoàn thành phố. Trân trọng cảm ơn Hội đồng xét chọn giải thưởng đã rất kỹ lưỡng để lựa chọn, đánh giá và có những cái thang điểm rất cụ thể để đánh giá các cái kết quả sáng tạo cụ thể của từng công nhân tham gia giải thưởng. Đặc biệt, cảm ơn các nhà quản lý doanh nghiệp đã luôn tin tưởng, ủng hộ, hỗ trợ Ban chấp hành Công đoàn cơ sở hoạt động có hiệu quả trong thời gian qua, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho những công nhân phát huy sáng kiến, nâng cao tay nghề để hôm nay được nhận giải thưởng cao quý, giải thưởng Tôn Đức Thắng. Thay mặt Ban Thường vụ Lao động Liên đoàn Lao động thành phố, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thị Diệu Thúy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 hiện đang được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo xin mời quý vị đại biểu theo dõi đoạn phim ngắn sau đây.
Năm 1999, Liên đoàn Lao động thành phố và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã thống nhất xây dựng quy chế thành lập giải thưởng Tôn Đức Thắng nhằm động viên tôn vinh những kỹ sư, công nhân trực tiếp sản xuất cống hiến xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đây là những người công nhân đã phấn đấu không ngừng để trở thành những người thợ giỏi, hỗ trợ động viên tập thể công nhân cùng trưởng thành và là lực lượng nòng cốt trong sự phát triển đi lên của các đơn vị. Giải thưởng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận là giải thưởng cấp thành phố từ năm 2004 và trở thành một trong những tiêu chí xét tuyển danh hiệu thi đua cấp nhà nước. Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, giải thưởng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã trở thành niềm vinh dự, là niềm tự hào và là động lực để những người công nhân thành phố Hồ Chí Minh luôn tiếp bước truyền thống của người thợ ưu tú Tôn Đức Thắng, phấn đấu trở thành những người thừa kế xứng đáng của giai cấp công nhân Việt Nam. Tính đến năm 2020, Liên đoàn Lao động thành phố và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã phối hợp tổ chức 20 lần trao giải thưởng Tôn Đức Thắng, vinh danh 211 công nhân ưu tú được tuyển chọn từ cơ sở tập trung vào 4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố gồm cơ khí chế tạo, điện, điện tử công nghiệp, hóa chất, cao su nhựa, chế biến lương thực, thực phẩm. Nhiều gương công nhân trực tiếp sản xuất đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng đã trở thành những nhà quản lý tài ba và tiếp tục hướng dẫn, dìu dắt thế hệ công nhân kế tiếp như anh Cao Anh Minh, trưởng ban quản lý kỹ thuật đài truyền hình, giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2005, hiện nay là phó tổng giám đốc đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Ngọc An, phó phòng kỹ thuật giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2006, hiện nay là tổng giám đốc công ty cổ phần kỹ nghệ xuất sản Viết Xăng. Anh Nguyễn Văn Đắng, trưởng phòng kỹ thuật giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2010, hiện nay là giám đốc công ty cổ phần cấp nước Gia Đình. Năm 2020, đã có 10 kỹ sư công nhân tiêu biểu vinh dự đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng. Đó là những kỹ sư công nhân đang lao động, làm việc ở các ngành trọng điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay tập trung ở nhiều ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố, trong đó có ngành nông nghiệp công nghệ cao. Điển hình là chị Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao, với 6 sáng kiến giải pháp đã thực hiện thành công. Trong đó sáng kiến thành lập câu lạc bộ ươm tạo doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, giúp đỡ cho các nhà đầu tư trẻ khởi nghiệp trong ngành nông nghiệp công nghệ cao, cùng với nhiều sáng kiến khác hỗ trợ cho doanh nghiệp trẻ bảo vệ tài sản trí tuệ, chị Lê Thị Bé Ba hoàn toàn xứng đáng được vinh danh và nhận được giải thưởng cao quý. Giải thưởng Tôn Đức Thắng, tôi cũng đã ấp ủ từ 4 năm nay để được tham gia, và lần này cũng là một trong những may mắn đối với tôi. Thực ra tôi rất là bất ngờ và rất vui và rất hạnh phúc. Bác Tôn Đức Thắng có những cái, trước đây là có những cái sáng kiến của bác Tôn, và tôi đã nhìn nhận từ những sáng kiến đó và học hỏi theo những sáng kiến của bác Tôn. Và tôi rất là trân trọng những cái sáng kiến từ bác và rất mong muốn, chính vì nóng bỏng đó nên tôi đã nộp cuộc thi và tôi may mắn là được giải. Tôi rất muốn sau này theo những cái hình ảnh của bác Tôn để hướng cho các bạn nhìn thấy là nên có những sáng kiến ngay từ ban đầu để phù hợp với nhu cầu thị trường và nhu cầu cuộc sống và xã hội hiện tại. Ngành cơ khí chế tạo máy năm nay có 3 cá nhân tiêu biểu vinh dự nhận được giải thưởng Tôn Đức Thắng. Có thâm niên 16 năm công tác tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unilever Việt Nam với vai trò nhóm trưởng các line đóng gói, anh Huỳnh Khắc Thịnh đã có 6 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm và tay nghề cao, anh Thịnh đã kèm cặp và đào tạo tay nghề thành công cho 12 thợ đạt danh hiệu giỏi. Trong đó có 3 nhân viên đạt giải cá nhân xuất sắc của nhà máy và giải nhì nhóm hoạt động xuất sắc. Bạn Thịnh là một đồng nghiệp của mình trong suốt 10 năm qua. Bạn rất là nhiệt tình, rất là hăng say làm cải tiến, có cái tinh thần nhiệt huyết và có một cái trình độ chuyên môn rất là cao. Giải thưởng Tôn Đức Thắng là một cái niềm vinh hạnh cho mỗi cá nhân, và mỗi tổ chức sản xuất. Đối với cá nhân thì cá nhân nào mà được giải thưởng Tôn Thắng thì đó là một niềm vinh hạnh rất là lớn và là động lực cho những người bạn tiếp theo. Trong quá trình làm việc thì tôi có thực hiện được 5 cái cải tiến sáng tạo để góp phần đem lại hiệu quả cho công ty. Khi được thông tin là nhận được cái giải thưởng Tôn Đức Thắng thì tôi cũng thấy rất là vui và tự hào, và cũng muốn chia sẻ với những cái anh em mà là sau này và bên dưới tôi, nghĩa là
mình phải cố gắng làm việc hết mình và sống và phấn đấu, không ngại học hỏi kinh nghiệm từ anh em, từ ban quản lý cũng như những đồng nghiệp làm chung của mình. Đại giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2020 không chỉ là những người thợ giỏi, dày dặn kinh nghiệm, mà còn có những người thợ trẻ về tuổi đời nhưng có lòng say mê nhiệt huyết với công việc. Điển hình là anh Nguyễn Hoàng Tấn, sinh năm 1993, công tác tại Ban Cơ điện, Phòng Khoa học và Công nghệ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thống Nhất. Dù là một người thợ trẻ, nhưng bằng tinh thần học hỏi, sáng tạo và cống hiến, anh Tấn đã có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thì cũng tiếp nối truyền thống của công ty Cao su Thống Nhất là trước đây cũng được rất là nhiều giải thưởng Tôn Đức Thắng. Anh Nguyễn Hoàng Tấn, anh cũng có những cái lợi thế. Và thứ hai nữa là anh cũng là một cá nhân điển hình, rồi tích cực công tác và ham học hỏi, rồi cầu ham mong muốn cầu tiến, nói chung là rất hòa nhập tốt với anh em và cũng có những cái đóng góp những cái sáng kiến coi như là đáng giá. Ví dụ như một cái dây chuyền sản xuất máy hồi trước là 2 độ cứng, bây giờ chuyển qua là 3 độ cứng, rồi là sử dụng những cái dòng sản phẩm mà trước đây sử dụng máy là không có biến tần, bây giờ chuyển qua biến tần để tiết kiệm năng lượng. Đợt này anh Nguyễn Hoàng Tấn anh được cái giải thưởng Tôn Đức Thắng cũng là một cái tấm gương để những anh em khác ở đây mà học hỏi. Trong những năm qua, giải thưởng Tôn Đức Thắng đã trở thành đỉnh cao của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua giải thưởng, tổ chức công đoàn thành phố mong muốn xây dựng một đội ngũ kỹ sư, công nhân thời đại mới giỏi nghề, thạo việc, nhiệt huyết, trách nhiệm, hăng say trong công việc và sẵn sàng đào tạo lớp thợ trẻ có tri thức, có kiến thức, cập nhật nhanh những quy trình, công nghệ sản xuất mới, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, bắt đầu từ năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có quyết định công nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng là giải thưởng cấp thành phố. Và sau 16 năm đồng hành cùng với Liên đoàn Lao động thành phố, Báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức lễ trao giải. Và ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, anh chị em công nhân lao động thân mến. Hòa trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945. 2 tháng 9 năm 2020, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20 tháng 8 1888, 20 tháng 8 2020. Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức nhằm tôn vinh những kỹ sư, những người thợ lành nghề, công nhân tiêu biểu, sáng tạo trong lao động sản xuất. Cho phép tôi, thay mặt lãnh đạo thành phố, xin gửi đến quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, các anh, chị, em, công nhân tham dự buổi lễ hôm nay lời chào trân trọng cùng những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, trong những năm qua, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu đã không ngừng phấn đấu vươn lên, nỗ lực cùng cả nước, vì cả nước, xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với truyền thống năng động sáng tạo, kinh tế thành phố đã từng bước phát triển, tạo nên diện mạo mới, hiện đại, khẳng định tầm vóc của thành phố. Mặc dù chỉ chiếm 0,6% diện tích và 8,6% lao động cả nước, nhưng thành phố luôn giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế cả nước, đóng góp rất lớn vào tổng sản phẩm nội địa
chiếm 23% GDP và thu ngân sách cả nước chiếm 27%. Cùng với sự phát triển của thành phố, đội ngũ công nhân, viên chức lao động không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có bản lãnh, năng động, sáng tạo, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp cận ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban dân thành phố, tôi bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đối với những đóng góp của những người lỡ lành nghề, các kỹ sư, những công nhân ưu tú trong những năm qua. Đặc biệt, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 10 cá nhân được vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 hôm nay. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, các công nhân được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng hôm nay tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất thân, môi trường công việc, về những nỗ lực và những khó khăn phải vượt qua, nhưng tất cả đều có một điểm chung thể hiện phẩm chất tốt đẹp của người công nhân, đó là niềm say mê lao động, đó là sáng tạo, đó là ý thức trách nhiệm và thái độ sẵn sàng cống hiến với tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên. Chính cuộc sống, chính công việc và sự cống hiến của các bạn là niềm cảm hứng to lớn cho những công nhân, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, những người thợ trẻ, tương lai đang ngày đêm miệt mài trong nhà máy, trên công trường, trên giảng đường, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Việc đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng có ý nghĩa to lớn, không chỉ là niềm tự hào mà còn là mục tiêu cụ thể để công nhân lao động thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu vươn lên, trở thành những người kế thừa xứng đáng sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người công nhân tiêu biểu của giai cấp công nhân Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, lãnh tụ của Đảng và nhà nước ta, người tiêu biểu, mẫu mực cho chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, người đã trọn đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Giải thưởng Tôn Đức Thắng chính là sự tôn vinh của tổ chức công đoàn và sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố dành cho những kỹ sư, công nhân ưu tú. Tôi mong rằng các công nhân tiêu biểu với thành tích xuất sắc được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tri thức, sự năng động, sự lan tỏa tinh thần sáng tạo đến đồng nghiệp, đến các thế hệ trẻ, tạo những nhiều hơn nữa các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần xây dựng lực lượng công nhân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Kính thưa quý vị đại biểu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố rất vui mừng, tự hào và đánh giá rất cao sự trưởng thành và góp phần xứng đáng của đội ngũ công nhân thành phố. Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực bên cạnh những thuận lợi cũng có nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội của người dân cả nước nói chung và thành phố của chúng ta nói riêng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với hàng loạt những đột phá khoa học và tiến bộ công nghệ đã tác động sâu sắc đến đời sống sản xuất, đến đời sống việc làm của người lao động. Do đó, để phấn đấu xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ của đất nước, đòi hỏi người công nhân phải phấn đấu nhiều hơn nữa để trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, đạt năng suất lao động cao, tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, giai cấp công nhân thành phố cần phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công việc xây dựng và phát triển thành phố. Nhân lễ trao giải thưởng hôm nay, tôi đề nghị công đoàn thành phố, các đồng chí và quý vị đại biểu quan tâm các vấn đề sau. Thứ nhất, các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện chương trình hành động số 38 của thành ủy, thực hiện nghị quyết số 20
hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, tiếp tục phát huy các phong trào thi đua mang tính hiệu quả thiết thực đã triển khai trong hệ thống công đoàn thành phố trong thời gian qua, đồng thời nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực, từng đối tượng, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên đoàn Lao động thành phố cần tiếp tục tuyên truyền trong công nhân, viên chức, người lao động chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để mỗi người phải thực sự là giỏi nghề, thạo việc, luôn gương mẫu về đạo đức, về lối sống, cập nhật và tiếp thu những tri thức mới, thực sự là những tấm gương đi đầu trong phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố phát triển. Thứ ba, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các gương người tốt, các gương việc tốt và nhân tố mới trong lao động sản xuất, có những đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, cho đơn vị, cho doanh nghiệp mình để bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Đồng thời, tổ chức tuyên dương, tôn vinh, khen thưởng, động viên các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Thứ tư, các cấp công đoàn thành phố phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề phù hợp với địa phương, ngành để người lao động có điều kiện nâng lương, nâng bậc trước thời hạn, góp phần rèn luyện tay nghề, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy hiệu quả hoạt động câu lạc bộ công nhân lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động thành phố nhằm tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm về các đề tài khoa học, các giải pháp, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được ứng dụng vào thực tiễn tại đơn vị. Một lần nữa, cho phép tôi thay mặt lãnh đạo thành phố xin chúc mừng các anh chị em kỹ sư, công nhân, người lao động đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020. Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, anh chị em công nhân lao động luôn mạnh khỏe, đạt nhiều thành công mới trong lao động, sản xuất và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thanh Liêm. Gieo hạt
ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa giấc mơ màu cho đại biểu. Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 sẽ vinh danh những tấm gương đầy đam mê và nhiệt huyết, luôn tìm tòi sáng tạo để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, từ đó góp phần vì sự phát triển của thành phố. Họ cũng là những thủ lĩnh trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tại đơn vị, truyền cảm hứng cho bạn bè đồng nghiệp bằng chính những nỗ lực không ngừng của mình. Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng vinh danh các anh chị được nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Sài Gòn Giải phóng, lên sân khấu trao tặng huy hiệu Tôn Đức Thắng, bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố, biểu trưng và hoa cho các anh chị nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng. Đầu tiên xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng cho anh Vũ Huy Tuấn, trưởng phòng kỹ thuật và an toàn, công ty điện lực Gò Vấp. Vũ Huy Tuấn. Và tiếp theo xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng cho anh Nguyễn Minh Nhật, trưởng ca sản xuất chi nhánh công ty cổ phần Tico, công ty cổ phần Tico.
anh Nguyễn Minh Nhật. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Anh Đức và đồng chí Nguyễn Ngọc Anh. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố và đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố lên sân khấu trao tặng huy hiệu Tôn Đức Thắng, bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố, biểu trưng và hoa cho các anh chị nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng. Ban tổ chức xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng cho anh Lê Minh Hòa, tổ trưởng tổ điện, điện lạnh, xưởng sửa chữa ô tô Thành Lợi, công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam. Được chúc mừng anh Lê Minh Hòa. Và tiếp theo xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng cho anh Hoàng Minh Phước, Assistant General Manager, trưởng phòng kỹ thuật sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Nissay Electric Việt Nam. Hoàng Minh Phước. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thanh Liêm và đồng chí Trần Thị Diệu Thúy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Thành ủy viên, Phó trưởng ban dân vận Thành ủy và đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố lên sân khấu trao tặng huy hiệu Tôn Đức Thắng, bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố, biểu trưng và hoa cho các anh chị nhận giải thưởng. Xin trân trọng vinh danh và trao giải thưởng dành cho anh Nguyễn Hoàng Tấn, nhân viên kỹ thuật Ban Cơ điện, Phòng Khoa học và Công nghệ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Thống Nhất. Anh Nguyễn Hoàng Tấn. Tiếp theo xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng dành cho anh Huỳnh Khắc Thịnh, nhóm trưởng các loại đóng gói, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Unilever Việt Nam. Huỳnh Khắc Thịnh. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Lưu và đồng chí Trần Đoàn Trung. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Hoàng Nghĩa Huỳnh,
Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố lên sân khấu trao tặng huy hiệu Tôn Đức Thắng, bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố, biểu trưng và hoa cho các anh chị nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng. Xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng đến anh Nguyễn Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng. Chúc mừng anh Nguyễn Khánh Hưng. Tiếp theo, xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng chị Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Trung và đồng chí Hoàng Nghĩa Huỳnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố lên sân khấu trao tặng huy hiệu Tôn Đức Thắng, bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố, biểu trưng và hoa cho các anh chị nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng. Xin được trân trọng vinh danh và trao giải thưởng anh Lê Văn Cửa, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. Chúc mừng anh Lê Văn Cửa. Và tiếp theo, xin trân trọng vinh danh trao giải thưởng anh Lê Trường Thọ, trưởng phòng thủy nông, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh. Lê Trường Thọ. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thọ Truyền và đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân. Và một lần nữa, xin mời 10 anh chị vừa được vinh danh và nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 hôm nay cùng tiến ra sân khấu. Quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng 10 anh chị nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng ngày hôm nay. Xin
xin được gửi đến các anh chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Rất mong các anh chị sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết trong công việc, ngày càng gặt hái được nhiều thành công, tiếp tục truyền cảm hứng mạnh mẽ đến đồng nghiệp và công nhân, viên chức lao động thành phố, và sẽ luôn phát huy được tài trí của mình, làm nên những công trình lớn cho thành phố và đất nước. Và xin được trân trọng kính mời quý đồng chí lãnh đạo sẽ cùng lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm với 10 anh chị nhận được giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Mời quý vị đại biểu chúng ta một lần nữa hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho 10 gương hôm nay đã nhận được giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu. Và xin mời các anh chị nhận giải thưởng, chúng ta sẽ nán lại trên sân khấu. Và chúng tôi cũng xin mời gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của các gương điển hình, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta ghi lại những hình ảnh lưu niệm để chúc mừng cho các anh chị đã nhận được một giải thưởng vô cùng quý giá ngày hôm nay. Và kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa quý vị đại biểu, lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 20 năm 2020 đến đây xin phép được kết thúc. Xin được cảm ơn sự tham dự của quý vị đại biểu. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.